Tuần này có vẻ sếp chơi chúng ta hơi khó ha. Em thấy dễ đó. Có nghệ sĩ đạo cụ mấy anh chị em biết không ạ? Ở đây là tất cả chúng ta đều biết hết. Nhưng mà sao ta? Ừ, không hiểu lắm. Người nổi tiếng hay là chủ đề gì? Hay là hát những ca khúc của những anh chị này? Ừ. Anh nghĩ là mọi người có xem Chiếc Nắng Kỳ Diệu không? Chương trình Chiếc Nắng Kỳ Diệu không? Có em có. Giống đấy, giống đấy. Thì chúng ta sẽ kiểu như là chơi xong đoán chữ. Xong nó sẽ có một cái key đây này. Thì cho nên là sếp đã gửi cho chúng ta một cái này nháp trước. Sau đấy rồi chúng ta sẽ phải đoán bài các thứ này kia và sau đấy rồi chúng ta sẽ lên đây. Ok, viết vào đây. Vậy thì bắt đầu từ số 1. Số này là số 1 đấy. Là anh Nô Phước Thịnh và chị Thủy Tiên. Chị Thủy Tiên và anh Nô Phước Thịnh. Em chỉ biết mỗi bài hit riêng của chị Thủy Tiên thôi chứ không biết bài chung của bài riêng thì nhiều nhỉ. Ừ. Ngôi Nhà Tuyết Trắng nè. Không có Ngôi Nhà Tuyết Trắng. À có cái bài Giấc Mơ Tuyết Trắng. Giấc Mơ Tuyết Trắng. À Giấc Mơ Tuyết Trắng. Ngôi Nhà Hạnh Phúc. Ngôi Nhà Hạnh Phúc. Cô Bé Mùa Đông. Cô Bé Mùa Đông. Có cái bài đôi gì như là quay ở biển hay sao ấy. Bài mà đi Mandip gì đó đúng không? À ừ đúng rồi. Là bài gì? Cái gì nhỉ? Không nhớ rõ. Hát. Chuyện tình cái gì nhỉ? Chuyện tình Mandip hả? Chuyện tình Paris đó. Ông cơ cơ. Chuyện tình Paris đó. Ông cơ cơ. Bài của anh chị cũng đi bài hit của anh rồi với cả bài hit của chị Tiên thì quá nhiều rồi nhưng mà bài song ca thì bài song ca cơ. Đấy anh bảo là chị em nhớ là có một bài quay ở biển là Chuyện Tình Mandip hay là gì? Không. Xem thử cái chữ trên này xem bao nhiêu chữ này. Chuyện Tình Mandip á, từ từ nhá. Chuyện. Cái này là số 1 anh ạ, chắc là dòng số 1 đấy. Nhưng mà Chuyện Tình Mandip có phải tên bài hát gì ngộ ngẩn vậy? Ê sao em không có ký ức nào với tên bài hát đấy luôn á? Thiệt chị. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Có đúng không? Đúng rồi đấy. Thế có cần ghi lên kia không? Có chưa? Ghi đi. Đủ chữ mà thì chắc là đúng ấy. Đây là bài số 1 xong rồi này. Đây là bài số 4, đây là bài số 2. Bài số 2 đủ luôn mà. Bài số 2 là cái gì hả anh? Bài số 2 là Một Vòng Trái Đất. Chị Minh Hằng và anh Tim. Đúng, Một Vòng Trái Đất. Chỉ có bài đấy thôi. Viết luôn lên kia. Từ từ. Một Vòng Trái Đất. Thiếu 3, 4, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 không đủ. 12, 13, 14, 14 mà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Đủ. Viết. Thêm Một Vòng Trái Đất đi. Dư. Rồi bây giờ hai bài rồi, bây giờ số 3 này. Okay. Anh Quang Vinh và chị Bảo Thi. Không cần nói nhiều, em Ngôi biết. Nhà Hoa Hồng. Đúng, chắc chắn luôn. Một ca khúc mà chuyên gia nhảy audition của em. Bài này thì quá nổi tiếng. Đi luôn. Đúng anh ạ. Không biết giờ này anh Quang Vinh có khỏe không nhỉ? Số 4 á. Đây. Ai đấy ạ? À? Anh Ưng Hoàng Phúc và chị Thu Thủy. Có cái bài gì nhỉ? Không muốn đâu em ơi, vì tình đã biết em sao đâu đúng không? Cái gì nhỉ? Quen đi nhỉ? Vậy thì nó... anh không muốn mất công với em. Đúng rồi. Đúng phải không? Đúng không? Dài. Dài, dám mát luôn. Anh không muốn mất công với em. Nhiều chữ này là đủ đấy. Ôi. Rồi. Đúng rồi. Sao ghi? Anh không muốn mất công với em. Bài số 5 bên kia anh. Bài số 5 là anh đang trưởng và chị Cầm Ly. Chim Trắng Mồ Côi à? Không đúng đâu. Đúng không? Không phải. Bài gì trong nhỉ? Trong cô lại bị thừa chữ rồi. Đúng rồi, bài gì nhỉ? Bài này mới khó này. Chị Cầm Ly với cả anh... Chim Trắng Mồ Côi. Không phải. Có một cái bài gì là Lý gì ấy, sao ấy nhỉ mọi người? 10 chữ. Lý Con Sáo. Đúng không? 10 chữ. Thế là 8 chữ. Em chưa nghe bài đấy bây giờ. Em chưa nghe tên luôn ấy. Chị Cẩm Ly với cả anh Đan Trường thì thường là hát... Bây giờ mình cứ ghi vào cái chữ này là chữ C đi. Có một bài... Mười chữ. Trở về phố cũ à? Không, em nghĩ đúng cái bài này rồi đó. Cũ. Ừ. Đúng rồi đấy. Viết thử đi. Ok nhá. Rồi, bây giờ còn đúng một bài duy nhất của chị Đông Nhi và anh ông Cao Thắng. Đúng rồi này. Ta. Xong. Ta. Bài gì mà anh chị mới hát đợt vừa rồi nhỉ? Bài gì mà ta thuộc về nhau à? Ta thuộc về nhau đúng không? Anh sẽ thử không phải. Đúng không? Ta là của nhau. Ta là của nhau.
ta. Ta là của nhau. Đúng rồi. Vậy là cái từ ki của chúng ta là song ca. Là bốn anh em mình song. Nhưng mà song ca là sẽ có song ca nam nữ và song ca nam nam nha, chứ không phải là song ca nam nữ hết đâu nha. Song ca nữ. Ok nha. Hả? Nữ nữ. Nữ nữ thì chúng ta đang thiếu. Anh đóng vai nữ không? Bộ đó em sẽ mua cho em một bộ đồ con gái, anh hát cho Yến. Tóc giả đồ đội cho anh luôn, make up đẹp luôn. Thế là mình phải chọn bài à? Song ca thì song ca nam nữ thì nó dễ. Nhưng mà song ca nam nam là ít bài lắm á. Nên là nhiều khi là mình sẽ phải bè bối làm sao để cho nó thành một bản song ca. Đúng không? Song ca trên nam thị nam trường quá ít nam nam. Này mùa đông ơi xin hãy làm tiếng. Đừng như thói quen nè, nhưng mà hát rồi nhỉ. Ừ hát rồi. Bài đấy cũng là song ca nam nữ. Mình sẽ hát những bài hát song ca nổi tiếng. Đúng rồi, từ ngày xưa luôn, nhưng mà mình sẽ hát kiểu trẻ trung. Kinh điển. Đúng không? Anh thích một cái bài mà ngày xưa anh mê vô cùng. Là anh Bằng Kiều hát ấy. Bài Trái Tim Không Ngủ Yên. Vậy anh hát về Ali đi, chứ bài đấy em hát không nổi. Ok không anh? Giờ chúng ta là hát một phát là Trái Tim Chúng Ta Ngủ Yên đấy. Chúng ta là tỉnh bơ luôn đấy. Anh Bằng Kiều hát với cả Mỹ Linh. Ngày xưa em gọi cô Mỹ Linh, chị Mỹ Linh. Không nổi đâu. Không, em hát được, yên tâm đi, có gì anh đỡ hết cho. Những cái cao kia các thứ. Được. Nếu anh nói anh vẫn chưa yêu, là thật ra anh đang dối lòng. Có nên nói đã chót yêu anh rồi, là thật ra anh đang dối em. Chào mừng tất cả mọi người đã đến với live show thứ 6 của Không Gian Cảm Xúc ngày hôm nay. Và Nguyễn Trần Trung Quân cũng như Ali Hoàng Dương, Hoàng Yến Chibi và JK cảm thấy rất là vui. Và ngày hôm nay thì sẽ có rất là nhiều những điều thú vị mà Nguyễn Trần Trung Quân cũng như mọi người muốn chia sẻ đến tất cả mọi người. Và ngày hôm nay thì chủ đề của Không Gian Cảm Xúc sẽ là một ngày hội song ca. Ngay ngày hôm nay sẽ là một đêm mà mọi người có thể thấy được sự kết hợp của tất cả các anh em. Vừa rồi thì có một cái khoảng thời gian là Yến ngồi và Yến ngẫm lại những cái kỷ niệm, ngẫm lại những cái quá khứ mà mình đã trải qua như thế nào. Nếu hồi nhỏ Yến thì Yến là người thế nào Yến? À thì hồi nhỏ nói chung là cũng lạc quan yêu đời như bây giờ thôi. Đấy, nhưng mà đến bây giờ. Nhưng mà hồi nhỏ thì nghịch hơn, còn giống như là trèo cây, hái xoài đồ này kia các thứ là làm hết. Có bị ngã cây không? Có. Em không những bị ngã cây mà anh biết không, em đi cùng với bạn đi trộm xoài, bọn em trộm. Trèo tường vô. Thì vừa mới được một cái nửa chân vô cái tường thôi là con chó nó đã sủa gâu 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 rồi. Thế là đấy, mấy đứa là bắt đầu xuống hết cả quần cả kích các thứ là chạy té mặt té mũi, là không bao giờ là dám quay trở lại cái nhà đấy để ăn cắp xoài nữa, chuyển qua nhà khác. Và cho nên là hôm nay em mặc một cái bộ trang phục rất là màu xoài. Hồi nhỏ của Ali nhé, Ali là một trong những cái người mà gọi là gần như là quậy nhất cái xóm của mình ấy. Còn là một cái đường làng như thế này thì Ali gồm có anh có chơi thêm với anh họ và hai đứa em gái họ nữa, thì lại tống bốn trên một cái chiếc xe đạp. Mà mọi người biết đường ruộng thì ngày xưa nó rất là gập ghềnh, nó rất là khó. Xong có một ngày nọ đang tống bốn, phải có người ngồi ở trên cổ lái nha mọi người. Hai người ghế sau, một người chở, anh họ của Ali chở, xong chở nhỏ em ngồi trên cổ lái, xong rồi chở hai đứa ngồi phía sau. Thì đến một cái đoạn té ruộng, mà đồ thì đồ mới mua để ăn Tết đấy, hiểu không? Em của Ali hả, ấp hết người nó xuống ruộng luôn, mà đứng dậy là coi như là bùng lầy xìn. Còn Ali thì hả, té xong rồi ôm cột rồi lúc trong đủ kiểu hết. Đó là những cái kỷ niệm mà Ali nghĩ là nếu em nghĩ là cuộc đời này á, khi mà chúng ta đi qua được một hành trình rồi, thì những cái ngày ấu thơ là những ngày đẹp nhất. Và em nghĩ là cứ càng lớn cuộc sống nó sẽ có nhiều áp lực. Và chỉ mong là chúng ta khi mà chúng ta được giải trí những giây phút như thế này thì mọi người hãy quên hết những cái câu chuyện ở bên ngoài để cùng tập trung và cùng lắng nghe những cái giai điệu âm nhạc để chúng ta bước qua những cái ngày khó khăn. Dạ. Ali, không phải là mọi người tập trung mà mọi người hãy thả mình theo những giai điệu
hiểu à, không? Cái từ tập trung nó hơi quá hả? Đúng rồi, tập trung thì... Em xin lỗi, dạ. Mình thả hồn. Đúng rồi. Thả hồn mình vào những giai điệu của chương trình Không Gian Cảm Xúc. Dạ, cảm ơn rất nhiều. Và ca khúc đầu tiên. Và ca khúc đầu tiên, chúng em xin gửi đến tất cả mọi người là một ca khúc được mang tên Khi Em Lớn. Xin tất cả mọi người cùng thưởng thức. Anh Jeky ơi, phải hỏi anh Jeky ạ. Dạ. Đúng rồi. Hồi nhỏ anh như thế nào ạ? Hồi nhỏ thì Jeky là một người rất 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 là nghịch ngợm chứ không phải là như bây giờ đâu ạ. Có yêu ai không anh? Yêu nhiều lắm, yêu từ hồi lớp 8 cơ. Ôi trời ơi. Em lớp 10 mới biết yêu. Người yêu đầu tiên của anh tên gì anh nhớ không ạ? Thôi. Em ở nhà người ta có nóc nhà rồi em. Bây giờ mà nói ra là chuyện câu chuyện khác hẳn đấy. Thôi. Dạ, mình qua chuyện khác nhé. Và ngay bây giờ thì có lẽ là Jeky sẽ gửi tới mọi người một sáng tác mà sẽ yêu đời nhí nhảnh hơn một tí, ca khúc Tiny Love qua sự thể hiện của Jeky, và sáng tác này là của Thịnh Suy. Xin mời mọi người cùng lắng nghe ạ.
nhắc chuyện gió như lúc mới yêu. Tình mình như thứ nước hoa phảng phất, nồng nàn như bát vun rêu. Này người yêu dấu nếu trong một chốc buồn sầu đeo bám chúng ta, thì đừng vội trách cớ sao tàn khốc, vì niềm đau ấy sẽ qua. Sẽ qua thôi những ngu buồn thế gian. Tình yêu sẽ cháy nhưng không cho tàn. You're my tight, tight, sunny love. Baby, you're my tight, tight, sunny love. You're my tight, tight, sunny love. Baby, you're my time, time, timeless love. Oh, yeah. Woo! La 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 la. Thấy mới toanh đồng hồ nhanh quá mới đây mà hết đời người như những giấc mơ. Làm gì chót đáng để sau này viết lời mình như những ý thơ. Ý thơ chờ những đau buồn thế gian à, tình yêu sẽ cháy nhưng không cho tàn. Cảm ơn mọi người rất nhiều ạ. Sao anh làm bố mà anh còn dễ thương vậy anh? Thì mình cứ hòa vào bài hát thôi, không biết phải làm sao cả. Sau khi mà bài hát của anh hát xong ấy, thì em thấy là sao mà Andy có vẻ là hơi thiên vị một tí. Tức là những cái bài hát dễ dễ thì hay để cho các anh hát, cứ bài nào khó khó là nhằm vô em. Tại vì một mình em là nữ đấy. Đúng rồi. Và sau đây sẽ là một ca khúc cực kỳ khó. Và lý do vì sao em lại nói là khó, bởi vì đây là một bài hát mà đối với riêng bản thân em thì em nghĩ là em sẽ không bao giờ hát trong cuộc đời. Bài này rất là khó. Anh Trung Quân thì em nghĩ là một phát là hát được luôn. Nhưng bài này thì cho tới lúc tập ý, khi mà em tập xong ấy thì em mới thấy là ui thôi được rồi. Thật may là bài này mình chỉ hát có 4 câu, còn lại là anh Trung Quân anh sẽ hát hết. Thế nên đâm ra là ngay bây giờ thì xin mời mọi người hãy cùng cảm nhận cái sự cố gắng của em qua ca khúc Trái tim không ngủ yên. Xin mời mọi người cùng lắng nghe. Go!
là dối hay là yêu? Ừ, quá mùi mẫn. Yêu nhưng mà kiểu cứ nó diễn dối ra dối cái sự tí. Dối gian đó giống đúng không? Giống cái cách em yêu á. Hả? Giống cách tụi em yêu. Giống cách Ali yêu, thôi chứ. Yêu Ali yêu á. Ờ. Sao là em hay kể anh cái câu chuyện đó mà. Là em thích yêu mà em cứ dối. Biết yêu ai bao giờ? Em hay nói dối người yêu cái thứ này kia. Ok. Anh. Nhưng mà vấn đề ấy, anh Trung Quân, là em rất là muốn giới thiệu một trong số những bạn đang ngồi ở đây. Không những là có những khán giả mà chúng ta sẽ còn có những khách mời đặc biệt. Và bây giờ thì Ali sẽ là không, người... Không, phải là Ali. Không phải anh là Ali. Anh Jay Ki. Anh đứng lên. Ôi wow. Nào. Ok, mời anh Jay Ki ạ. Dạ. Anh. Từ. Bên này trước. Đây, em mới nhận ra rồi. Bên này. À. Em nhìn anh quen lắm. Quen lắm. Em nghe anh hát rồi. Chắc là anh cho em xin anh phỏng vấn một tí. Là anh cho em hỏi là anh tên là gì và hiện tại bây giờ anh đang làm gì, và đặc biệt nữa là anh đã có người yêu chưa? Xin gửi lời chào đến toàn thể mọi người đang theo dõi chương trình Không Gian Cảm Xúc với chủ đề song ca ngày hôm nay. Cảm ơn câu hỏi của Jackie. Anh tên là Bell. Hiện tại thì anh đang làm giảng viên đại học. Song song với đó thì anh cũng đang sáng tạo nội dung trên các nền tảng. Lâu lâu anh cũng hay cover một số bài. Em đã từng nghe rồi mà, nên em thấy anh quen lắm. Còn anh thì follow em từ hồi Vietnam Idol tới bây giờ. Wow. Anh cho em xin hỏi anh về cảm xúc của ngày hôm nay. Khi anh tới đây thì có gì đặc biệt đúng không? Là một người cũng rất là yêu âm nhạc, nên là được đến và nghe hát live như thế này thì luôn là một trong những cái sở thích lớn nhất của anh trong cuộc sống. Và hôm nay khi mà Ali nói là Ali có show thì cũng cố gắng đến và nghe và biết được thêm là có JK, có Nguyễn Trần Trung Quân và Hoàng Yến Chibi. Thật sự nó rất là cảm xúc như những gì mà mọi người đang mang đến cho tất cả mọi người trong buổi tối ngày hôm nay. Thì chúc cho tất cả chúng ta sẽ có một đêm nhạc thật là thăng hoa và những món quà âm nhạc tuyệt vời. Ok, để Ali chia sẻ một chút. Đây là những người bạn của Ali ở bên ngoài. Ngày hôm nay là phải gọi là quý lắm khi mà Xin nè, Ngô Đình Nam nè, Khải nè,
thầy Bell và tất cả những người bạn, những người khán giả yêu thương chương trình đã đến đây. Thực ra là ngày hôm nay thì Quân cũng xin được đại diện cho tất cả các anh em rất là cảm ơn thầy giáo Bell, cảm ơn em Xin, em Ngô Đình Lam và em Khải, vì là ngày hôm nay quán của anh cảm thấy rất là hạnh phúc bởi vì được đón 4 hot TikTok rất là nổi tiếng, và rất là mong rằng là tất cả anh em sẽ cùng đồng hành cùng với các anh em chị em nghệ sĩ. Và cũng xin thông báo là bọn em chuẩn bị ra nhạc mới nhá, mọi người nhớ chuẩn bị cover nhảy nhá. Em cảm ơn thầy giáo Bảo. Bây giờ chắc chúng ta sẽ phải quay lại một chút với không gian âm nhạc. Bài này không phải Ali hát nên người khác giới thiệu nha. Vâng, lại dạ. Là anh Jakey, xin mời mọi người cùng đến với phần giới thiệu của anh Jakey ạ. Cho sau đây thì Jakey cũng như là Hoàng Yến xin phép được gửi tới tất cả mọi người đang có mặt tại đây ngày hôm nay một sáng tác mới nhất của Andy. Đây là một ca khúc rất 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 là hay, ca khúc có tên là Bất Ngờ Quen Thuộc, và xin mời mọi người cùng lắng nghe. Đáng yêu đến từ giám đốc âm nhạc của chúng ta Andy, và cảm ơn Andy đã luôn luôn dành những tâm huyết và tình yêu cho
những đêm nhạc. Và Yến với lại anh JK hát xong thì cảm thấy bài hát này là một bài hát có nên mình ra MV không ạ? Nếu mà được ban tổ chức đầu tư thì mình cũng làm đi nhở. Nghe xong tự nhiên thấy hơi tội lỗi với cả chị Duyên. Bởi vì ngày xưa ở Sarah Lưu là chị Sarah Lưu đã hát với anh JK cái bài Đừng Như Thói Quen là đã quá là nổi tiếng rồi. Đã là một cặp song ca. Nó màu buồn. Bài này nó màu tươi và hạnh phúc. Nó khác đấy Yến ạ. Thế để thử nhá. Thử nhá. Không biết là mọi người ở đây nghe ca khúc này mọi người có thấy hay không ạ? Cảm ơn mọi người rất nhiều. À, vâng, và tiếp theo mọi người sẽ lại tiếp tục được nghe. Bài này em mời anh Quân đi ra ngoài bìa ạ. Dạ, mời anh ra bìa ạ. Và để cho em được vào trong ạ. Nãy giờ là trải qua tới 4 ca khúc rồi mọi người ạ. Và Hoàng Yến ca khúc nào cũng hát chung cùng với mọi người hết đấy. Và có mỗi anh Quân mà chưa hát ít đó. Thật ra nãy giờ Ali ngồi chờ luôn á. Nãy giờ là Ali ngồi chờ để được hát nè. Bây giờ mới là bài hát đầu tiên được hát. Vậy Ali còn muốn giới thiệu không? Thôi Ali nói hơi nhiều, tập này Ali nói hơi nhiều á. Và ngay bây giờ là ca khúc Ở Đó Mắt Sắp, Cơn Mưa Tình Yêu và Nếu Phải Cách Xa. Đến cái ca khúc này là em thấy là ok này. Bởi vì đây là một ca khúc mà em rất là thích. Và khi mà Andy chọn cái ca khúc này cho cái ngày hội song ca hôm nay của mình ấy, thì em đã rất muốn là Andy sẽ cho em được hát. Nhưng không. Cái ca khúc này Andy đã chọn Ali và JK hát cùng nhau. Nhưng bây giờ hai người có muốn em đổi chỗ để ra ngoài rìa không ạ? Có chứ, ra rìa đi Yến ơi. Tại vì bài này thật ra chia sẻ với mọi người, đây là một bài hát mà tác giả của bài hát này, khi mà hát bài hát này thì là hát bằng cảm xúc cá nhân và một cái nhịp điệu rất là riêng.
đó là một cái sự cá tính của những người nghệ sĩ khi họ ra sản phẩm âm nhạc. Nhưng mà Ali nghĩ là Ali và anh JK tối ngày hôm nay sẽ cố gắng hát một cái bài hát nó tương đối lên xuống, trắc tréo, trúc trắc, và nó rất là nhiều những cái cung bậc cảm xúc trong đó, một cách có thể gọi là vừa đủ nhất. Em nói nãy giờ nó phức tạp quá. Em nói nó phức tạp quá. Mọi người biết gì em không? Em là một người... Mọi người biết gì không? Thực ra Ali Hoàng Dương là người mà nói mà khó hiểu nhất nó trong cái chương trình Không Gian Cảm Xúc này. Rất cố gắng. Dạ không. Em đang nói một xíu bên não trái, xong em chuyển qua não phải em nói. Xong em... Thế xong nó là đi đâu? Nó ở bên phải, bên trái? Nó đi xa. Nó xong đi xa em luôn. Phải, nó em phải... kéo nó về. Dạ đúng và rồi. Và bây giờ nó về chưa? Nó về rồi, bây giờ em hát đây. Em hát dạ. Dạ thôi. Yến câu ơi, chuyện... Yến, chắc là bây giờ là phải để cho cái não trái não phải của Ali nó bình ổn. Nên là anh em mình có nguồn năng lượng nó nhiều quá, nên là chắc là bọn mình vào, bọn mình xem ở bên trong khách thế nào đi. À, dạ đúng. Anh thấy là khách của cái live show ngày hôm nay rất là đông. Thế hôm nay có chuẩn bị gì không anh? Nhiều lắm. Thế à? Ừ, anh em mình thế thì đi thôi. Hai người. Bảo đến tiền anh nhá. Ok. Còn hôm nay bao nhiêu tiền anh nhá. Và bây giờ thì Quân và Yến sẽ gặp lại mọi người sau tiết mục này. Bye bye mọi người, mọi người cổ vũ cho anh JK và Ali Hoàng Dương. Thank you. Và ngay bây giờ xin mời mọi người cùng lắng nghe ca khúc Nghe Nhạc Anh Mỗi Khi Buồn ạ. Đôi tay thì
muôn đời mà chẳng biết yêu. Bao lần dại khờ bấy nhiêu đã khiến em đau quá nhiều. Dẫu rằng ngồi đây xin mong em nhớ tuổi trẻ là giấc mơ buồn. Xin làm một thoáng mưa tuôn để ghé thăm em mỗi khi. Nghe nhạc anh mỗi khi buồn thì lại buồn, buồn ơi là vẫn buồn. Vui rồi nè là vui, buồn nghe nhạc anh mỗi khi buồn. Yeah, thank you. Cảm ơn mọi người đã coi một vở kịch trên sân khấu của Ali và Jackie tối nay. Dạ. Rồi, thế bây giờ não của em nó về vị trí chưa? Em ok rồi, em hát xong là mọi thứ nó quay về rồi. Dạ. Não trái nó phải về vị trí rồi, về vị trí nào? Mọi người thấy bài vừa rồi nó có hơi khó không ạ? Hay là dễ nghe ạ? Dễ nghe hay khó nghe ạ? Hay đúng không ạ? Dạ, phải hỏi là có buồn không? Anh? Nhạc buồn nhưng mà có buồn không? Thế bây giờ chúng ta hát bài cuối đi ạ. Đúng rồi, thì bài cuối nhưng mà bài cuối thì phải vui đúng không mọi người? Đúng rồi. Và ngay bây giờ thì kết thúc live show thứ 6 của chúng mình sẽ là một ca khúc mà có lẽ là ở đây mọi người cũng sẽ thuộc bài hát này, và mong rằng mọi người sẽ cùng hát với bốn anh em chúng mình ca khúc Buồn Thì Cứ Khóc Đi.
người rất nhiều. Và đêm nhạc hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn mọi người. Bye bye.